Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 20 tháng 6 cho biết Nga đã sẵn sàng trước kịch bản NATO tiếp tục chiến đấu tại Ukraine. Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo, nếu NATO thông qua lời của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg một lần nữa tuyên bố rằng họ chống lại việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine và họ muốn chiến đấu, hãy để họ chiến đấu. Chúng tôi sẵn sàng cho việc này. Từ lâu chúng tôi đã hiểu mục tiêu của NATO trong cuộc xung đột liên quan đến Ukraine vốn đã hình thành trong nhiều năm. Các quan chức của Moscow từ lâu cáo buộc Mỹ và đồng minh NATO vũ trang cho Ukraine và sử dụng nước này để kích động xung đột với Nga. Theo đài RT, ông Lavrov nói rằng việc phương Tây tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Kiev cho thấy phương Tây là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột chống lại Nga. Vài ngày trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ bất kỳ động thái nào nhằm đóng băng cuộc xung đột, bất chấp tổn thất ngày càng gia tăng ở phía Ukraine. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Well Sonntag của Đức hôm 18 tháng 6, Ông Stoltenberg tuyên bố, hòa bình không có nghĩa là đóng băng cuộc xung đột và chấp nhận một thỏa thuận do Nga đưa ra. Theo ông Stoltenberg, chỉ Ukraine mới có thể xác định các điều kiện có thể chấp nhận được. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố cuộc xung đột Ukraine không xảy ra khi ông còn tại vị. Ông Trump nói với Fox News rằng ông đã ngăn chặn thành công Moscow tấn công Kiev. Ông Trump cho hay trong cuộc phỏng vấn hôm 19 tháng 6 rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ không làm điều đó nếu ông Trump còn là Tổng thống. Cựu Tổng thống Trump cho biết ông có mối quan hệ rất tốt với ông Putin khi còn đương nhiệm và cũng thân với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ông Trump từ chối thảo luận bất kỳ chi tiết nào về giải pháp chính trị được đề xuất khi nói rằng làm như vậy sẽ cản trở các cuộc đàm phán thực tế và nhắc lại ông có thể ngăn chặn xung đột trong vòng 24 giờ.